Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 83 sách giáo khoa trang 35 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không. Vậy tính chất đó như thế nào? Thì các bạn dở lại cho cô sách giáo khoa trang 34. Phần đóng khung, nếu A chia hết cho M, B chia hết cho M thì sẽ suy ra tổng của A cộng B cũng sẽ chia hết cho M. Vậy thì quay trở lại bài tập này. Chúng ta sẽ xét xem lần lượt từng số hạng có chia hết cho 8 hay không để kết luận tổng đó có chia hết cho 8 hay không. Với ý A nhỏ. Chúng ta sẽ xét 48 cộng 56. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem 48 và 56 có chia hết cho 8 hay không. Thì các bạn nhận thấy ngay là vì 48 có chia hết cho 8 đúng không ạ? Và 56 rõ ràng cũng chia hết cho 8. Nên chúng ta kết luận tổng 48 cộng 56 sẽ chia hết cho 8. Khá là đơn giản đúng không ạ? Tương tự với ý B. Xét 80 cộng 17. Thì các bạn kiểm tra 80 có chia hết cho 8 đúng không ạ? 80 chia cho 8 chúng ta được kết quả là 10. Tuy nhiên 17 thì lại không chia hết cho 8. Nếu như một số hạng mà không chia hết cho 8, vậy thì cả cái tổng đấy sẽ không chia hết cho 8. Do đó 80 cộng 17 sẽ không chia hết cho 8. Rồi như vậy là cô đã hướng dẫn xong các bạn bài tập 83. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.